Lại nữa, trong kinh Phật nói hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh. Chỉ vì từ kiếp vô thủy đến nay điên đảo mê lầm không thấy không biết, bởi thế cho nên không hiểu thiện ác, không tin tội phước, chẳng sợ nhân quả. Công cao ngã mạn, không ưa kinh Phật, chê người hành đạo sở dĩ như thế, là do tự mình không hiểu bản tâm, chấp theo tà kiến xa lìa bản tốt. Gần gũi kẻ ác gây tội ngũ nghịch, tạo nghiệp thập ác giết hại sinh linh. Ăn cho thỏa thích, chơi bời phong đảng, kết bạn du đảng rượu chè say sưa. Đánh đập người hiền bên vực kẻ ác, thấy tiền của người muốn vơ vét về mình. Lửa tham bốc cháy tối mặt tối mày, lấy cho bằng được. Cậy mình giàu có khinh kẻ nghèo hèn, đâm sai sắc dục không kể đạo đức trai với chân lý. Thế là tà kiến nói dối nói trá, không trọng tôn ti khinh khi họ hàng. Tham lam tiền của không bao giờ chán, bọn sen keo kiệt không mất một đồng. Không bỏ một cách nếu nói câu gì, là dèm chê người không còn nhân tình. Không biết lẽ phải nếu có giảng kinh hay điều thiện lời, cũng chẳng thèm nghe. Những người như thế sau khi chết rồi phải đọa địa ngục không có kỳ hạn. Chịu những nỗi khổ không thể tả được, tội đọa địa ngục khi đã hết rồi, lại phải sinh vào những loài quỷ đói. Quỷ đói hết rồi lại làm súc sanh, súc sanh hết rồi nếu được làm người. Mù điếc câm ngọng nghèo cùng khổ sở sinh nơi biên địa. Không được thấy Phật, không được nghe Pháp, không gặp hiền thánh chẳng biết vô thường. Không cầu trí thức, những kẻ làm ác chịu bao như thế. Phật khuyên chúng sanh không nên tạo ác, những đời ngủ trước ba độc bừng cháy. Phước đức kém cõi nghiệp căn sâu dày, không tin lời Phật. Những người trí giả nghe được hiểu ngay, những kẻ hạ căn không thể tính thọ. Tu mười điều thiện được lên thiên giới, tạo mười nghiệp ác vào ngay ba đường. Nếu ai không tin hãy đọc kinh điển, người nào làm được một điều thiện thôi,
hiện ở đời này hưởng phước vô lượng, quả bao kiếp sau sanh được cõi trời đầy đủ thú vui. Nhưng một điều ác gặp ngay ác bao, chịu khổ vô cùng ngày sau chết đi, phải đọa vào địa ngục đau đớn ê chề. Kinh Chiết Phục nói, một vị thiên tử trên trời đau lời khi hưởng hết phước năm tướng suy hiền. Thấy sau khi chết đọa làm kiếp lẫn sầu muốn vô cùng ngay, trong lúc ấy trên trời có tiên Phật có thể cứu tội của nhà ngươi, mau đến cầu Phật xin ngài cứu cho. Khi đến trước Phật ngài bảo thiên từ, hết thảy các pháp đều là vô thường, nên biết như thế lo buồn làm gì. Thiên tử bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, làm sao thoát được thân hình kiếp lần. Phật bảo thiên tử, nếu muốn như thế phải quy y Tam Bảo, hướng về Bồ Đề. Vị thiên tử đó liền quy y Phật tu Pháp Đại Thừa, ngày đêm chăm chỉ. Trong 7 ngày sau, ông bèn mang chúng sinh xuống một nước tên Duy Gia Ly. Nhà trưởng giả nọ ở trong thai mẹ, ngày đêm quy y, khi vừa mới sinh cũng quỳ quy y. Cả nhà đều sợ cho là ma quái muốn đem giết chết, nhưng chỉ người cha biết rõ việc ấy, nên ông nói rằng đứa trẻ thơ này là người phi phàm. Vì người đời này sống lâu 100 tuổi mà còn không biết quy y Tam Bảo, huống chi mới sinh đã niệm Tam Bảo, vì thế nên biết nó là phi phàm. Khi lên 7 tuổi thọ trì ngũ giới, đến khi lớn lên bầm với cha mẹ xin được xuất gia, tu các phạm hạnh được Phật thọ ký liền chứng sơ quả. Do đó mới biết ơn Phật rộng lớn, chỉ nghe tên Phật mà được như thế, huống chi tự mình cung kính cúng dường giữ gìn năm giới tinh tấn tu hành trang nghiêm cõi Phật. Tạo ruộng phước lớn thì sao không ngầu vô thượng Bồ Đề. Vì vậy đại chúng hiện tiền nơi đây, hãy dốc lòng thành quy mạng kính lễ đại từ bi phụ, đệ tử chúng con đảnh lễ chư Phật tội chướng tiêu trừ, nguyện đời đời kiếp kiếp thường sanh nơi nào có Phật hoa sen hoa sinh, thường nghe chánh pháp như giao tu hành, biết được kiếp trước từng gieo nhân lành, được gặp đại thừa thành bậc chánh giác,
hiển tiền đại chúng nơi đạo tràng này. Cần nên biết rằng người ta ở đời đạo tràng khó gặp Phật Pháp khó nghe, tính tâm khó phát ngày nay chúng ta nhờ có duyên lành được sinh nơi này sáu căn đầy đủ. Thân thể khỏe mạnh tướng mạo đẹp đẽ ăn mặc không thiếu, được nghe Phật Pháp vậy nên mau mau phát nguyện tu trì hiểu thấu diệu lý cầu chứng Bồ Đề. Bởi vì chúng sanh tuy sanh cõi này nhưng các niệm ác rất dễ phát khởi, mà những thiện niệm lại rất khó sinh. Bởi thế cho nên không chịu tu hành, không cầu yên vui, vì vậy mà phải mãi mãi trôi dạt trong vòng luân hồi đều bởi sáu căn tạo nên ba nghiệp che mất chân tâm. Không thấy bản tâm mịt mịt mờ mờ, không hay không biết nếu ở kiếp trước gieo giống Bồ Đề thì đến kiếp này tâm liền sáng tỏ, lòng không lười biếng hăng hái chăm chỉ dứt trừ tội ác cầu chứng đạo quả. Nếu có người nào phát tâm như thế, người đó mới là thật lòng báo ân vậy. Kinh Bảo Tích nói, người nghe Phật nói, niệm danh hiệu Phật tụng đọc kinh điển, người ấy diệt được hằng sa tội chướng, những người bố thí thọ trì trai giới, không giết sinh linh thọ mạng vô cùng, người nào nhẫn nhục tánh tình nhu hòa, được vào chánh định người trừ tham vọng đưa dứt được phiền não, người biết quán thân là đồ nhớ nhốt thì xa bể ai, người tu phạm hạnh trong chứng Bồ Đề, người chăm thiền định thành bậc chánh giác. Đức Phật đã nói trong con người ta có 12 bệnh. Bệnh căn sâu nặng không được thấy Phật, A Nan hỏi Phật đó là bệnh gì? Đức Phật trả lời không kính cha mẹ, đó là một bệnh. Ngu si tạo tác đó là hai bệnh, gian xảo điêu hoa đó là ba bệnh, lời nói hại người đó là bốn bệnh, hay tìm lỗi người là bệnh thứ năm, căn bệnh thứ sáu giết hại chúng sinh không biết hổ thẹn đó là bảy bệnh, ham mê sắc dục là bệnh thứ tám, kiêu ngạo khinh người đó là chính bệnh. Phạm tội không hối là bệnh thứ mười, khen mình chế người là bệnh thứ mười một, không biết lợi hại là bệnh mười hai. A Nan lại hỏi,
những bệnh như thế chữa bằng cách nào? Đức Phật trả lời: dùng thuốc đúng bệnh sẽ được thuyên giảm. Từ bi hỷ xả khiêm tôn, nhún nhường tăng thắng đại thừa, nói lời hiền diệu. Có lỗi lo đổi thương người nghèo khó, kính người già ca. Người ta chê mình không giận không tức, khen ngợi người khác nguyện độ chúng sanh. Có oan phải giải, kính trên nhường dưới, đó là phương thuốc trị những bệnh trên vậy. A Nan lại hỏi: những thứ thuốc đó tìm được ở đâu? Đức Phật trả lời: ở núi Tu Di. A Nan lại hỏi: Tu Di là gì? Đức Phật trả lời: là thân người vậy, hết thảy chúng sanh đều có sáu nạn. Một là thân người khó được, hai là thân người khó đủ, ba là thiện tâm khó phát, bốn là chánh pháp khó nghe, năm là Trung Quốc khó sanh, sáu là đạo tràng khó gặp. Phật nói kể rằng: gia sư tạo nghiệp trong trăm nghìn kiếp, nghiệp cũng không mất, đến khi nhân duyên hòa hợp đầy đủ thì người gây nghiệp phải chịu quả báo. Nét mặt tươi vui đó là cúng dường, miệng không nói dối đó là diệu hương. Lòng không sân hận đó là tịnh độ, ý không nóng nại đó là đạo tràng. Làm người học đạo mà không biết nhân, suốt ngày bận biểu ham đắm sắc trần, chỉ biết lấy nước lau rửa mặt mình mà không lấy thiện gội rửa lòng mình. Thôi làm mọi điều ác đó là nhân tịnh độ, dù trí hay ngu đều cần trước nhất là bỏ tham sân. Nếu có người nào được nghe pháp này, lòng tin bền chặt tinh tấn tu trì, thường làm hạnh lành được vui, niết bàn kinh niết bàn nói. Khi Phật còn sống trong ao Ca La, có một con hên nghe Phật thuyết pháp liền bò lên bờ ẩn trong đám cỏ. Lắng nghe Phật nói, con người chăn trâu thấy sô thinh chúng vậy, quanh Đức Phật mới chạy đến xem. Vì muốn nghe pháp trong lúc vội vàng, dầm lên con hên, nó liền chết ngay và được sanh lên cõi trời đau lời. Bao bây giờ nó nghĩ mình vốn là hên, vì nhân duyên gì được sinh lên trời. Bây giờ người trời tự biết thân trước, nhờ nghe thuyết pháp mới được sanh thiên, liền rời cung điện đến trước chỗ Phật kinh lễ bái tạ. Phật lại nói pháp cho người ấy nghe, sau khi nghe rồi chứng được sơ hòa. Chỉ nhờ nghe pháp mà thành chánh giác, súc sinh còn thế. Huống là thân người thế, nên phải gắng chăm nghe Phật pháp
một lời vào tai. Nhớ nghĩ thật kỹ sẽ làm hạt giống đạo quả bồ đề. Muôn kiếp không dứt căn lành tăng trưởng nghiệp ác tiêu dần phát bồ đề tâm lập chí kiên cố. Cầu đạo vô thượng rộng độ chúng sanh cùng tu đạo quả cùng chứng bồ đề. Tinh tấn tu hành quyết không thôi chuyện, hiện rõ tự tâm quyết thành Phật đạo. Thoát ly sanh tử chứng nhập niết bàn hiển tiền đại chúng. Hãy dốc lòng thành quy mãn đánh lễ đức đại từ bi phụ. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thị Khí Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tỳ Xá Phù Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Cầu Lưu Tôn Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Cầu Na Hàm Mâu Ni Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Ca Diếp Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đương Lai Di Lặc Tôn Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Mục Liên Tôn Gia. Đệ tử chúng con dốc lòng thành khẩn cầu xin sám hối. Nguyện xin tội chướng thai đều tiêu trừ kiếp kiếp đời đời được sanh trước Phật. Được nghe chánh pháp tu hành đại thừa rộng độ chúng sanh cùng thành chánh giác. Kinh Pháp Bảo Tạng có thuật chuyện rằng cách đây đã lâu có một vị vua một hôm vua ngoạn tại khu rừng nọ. Thấy con mèo vàng ở phía tây nam nhà vua sai người đuổi bắt con mèo nó chạy xuống hang. Nhà vua lại bao đầu hang tìm kiếm đào được một lúc thì thấy toàn vàng. Chu vi năm dặm cũng thuận là vàng, nhà vua thấy lạ đem chuyện hỏi Phật. Đức Phật bảo rằng đó là phước
bảo mãi từ kiếp trước, trong thời Đức Phật Tỳ Bà Thi. Có một tỳ kheo ngồi ở bên đường, đặt bát trước mặt rồi tự nói rằng: nếu có người nào bỏ vào bát này chút ít tiền của ngài, sao người ấy trở thành đại phú? Tài sản của bao nước không thể trôi, lửa không thể cháy, vua không phá được, giặc không cướp được. Đúng ngay lúc ấy có người tiều phu có ba đồng tiền, nghe lời ấy rồi sinh lòng vui mừng, thành tâm phát nguyện bỏ tiền vào bát. Khi về tới nhà cách đây năm dặm, lòng càng vui mừng, người tiều phu ấy nay là nhà vua, nhờ cúng ba đồng mà được phước báo vàng rồng năm dặm, được làm ngôi vua hưởng phước không hết. Vua nghe Phật nói mừng rỡ vô cùng, liền ông liền phát nguyện thọ trì giới cấm, sao được thành Phật chứng đại Bồ Đề. Trong kinh Phật nói, ngoài thành xá về có người tỉnh nữ, khi Phật đi qua dâng cơm cúng Phật, bỏ vào trong bát rồi lại lễ Phật. Phật chú nguyện rằng: trong một được mười, trong mười được trăm, trong trăm được nghìn, cho đến muôn ức mãi đến thành Phật. Người chồng không tin hỏi Phật: tại sao cúng một bát cơm được nhiều phước thế, lại được thành Phật? Đức Phật bảo rằng: cũng như có người trồng cây ni câu, lúc đầu bé tí sao rồi cao lớn, hơn 40 dặm hàng năm thu hoạch không biết bao nhiêu. Huống chi bát cơm dân hiên cúng Phật, cũng được phúc bao nhiều không kể xiết. Người chồng theo vợ đều được tỏ ngộ, cùng tu đạo quả đều chứng Bồ Đề. Theo lời kinh dạy, cố gắng tu trì tội chướng, tiêu trừ nghiệp căn thanh tịnh, cha mẹ hiện tiền sống vui trăm tuổi, tổ tiên quá khứ rũ sạch oan khiên. Nếu tự bản thân không thể bố thí, nhưng thấy người khác làm điều phước thiền, xin lòng tùy hỷ cũng được thơm lây. Tất cả mọi người nên phát thành tâm, cầu mọi phước đức để báo ân thâm. Cha mẹ hiện tiền quá khứ thân thuộc, nhờ công đức ấy đều được vãng sanh, cùng về tịnh độ. Đời này nếu chẳng phát tâm, kiếp sau thân người khó được. Nếu có những người thiện nam thiện nữ phát tâm sám hối nguyện báo từ ân, không những cha mẹ trong đời hiện tại mà cả lục thân, nghìn kiếp xưa kia cho đến tất
cả chúng sinh trong sáu ngã ba đường, cũng được nhờ ơn công đức bởi thế cho nên hiện tiền đại chúng. Hãy phát tâm thành quy mạng kính lễ đức đại từ phổ của cả thế gian. Đệ tử chúng con phát cùng kính tâm cầu xin sám hối hết thảy tội ác tử trọng ngu nghịch, nhờ quy lực Phật đều được tiêu trừ không dám tạo nữa. Hiện tiền đại chúng ân cần phát tâm lớn tịnh tân sám trừ tội căn nhỏ nhiễm cố tu định huệ, mong cầu cho được cái tâm sáng suốt bởi vì lòng người vốn là quyển hoặc, tội khó định luận giá lại thiện ác chia làm hai đường thuận nghịch khác nhau. Nếu tạo tội ác nghịch với niết bàn thuận với sanh tử, muốn rõ thuận nghịch lược kể mười tâm. Một là vô minh điên đảo mờ mịt phiền não mê hoặc xúc cảnh sanh tâm gây nên tội ác chịu mọi khổ nào. Hay là gặp gỡ những bạn xấu xa bắt chước lẫn nhau tâm ác càng mạnh, tạo nên tội nghiệp phải đọa địa ngục chịu mọi khổ nào. Ba là tự mình trói buộc tâm mình tự quy thiện tâm ác nghiệp sâu nặng, thiện nghiệp mong manh cho nên làm ác chịu mọi khổ nào. Bốn là trong ngoài đều đủ, tự chẳng tu thiện còn phá người khác đôi với việc thiện lòng không vui mừng, vì thế gây tội chịu mọi khổ nào. Năm là khinh khi người hiền, tự khen đức mình sinh tâm kiêu ngạo, không lòng cung kính vì thế tạo tội chịu mọi khổ nào. Sáu là ý mình giàu có quyền thế cao sang, phóng túng dông dở tha hộ làm càng vì thế gây tội chịu mọi khổ nào. Bảy là không nhận khuyết điểm che dấu lỗi lầm bề trong độc ác ngoài hiển hiền lành, bởi thế gây tội chịu mọi khổ nào. Tám là thân hình khỏe mạnh báo mình không chết, vọng tưởng tham cầu không sợ nẻo ác vì thế tạo tội chịu mọi khổ nào. Chính là ngoan cố hung hãn càng dở thô bào, không có liêm sĩ bởi thế gây tội chịu mọi khổ ở não. Mười là bác luật nhân hòa, không tin thiện ác dứt mọi căn lành thành kẻ bất tin, bởi thế tạo tội chịu mọi khổ ở não. Mười tâm như thế đều do ba độc tạo nên kết nghiệp không ngày giải thoát hết mê đến mê. Từ ám tới ám mãi đọa địa ngục không ngày thoát ly duy có chư Phật thương xót chúng sinh. Như lũ con đò dùng mọi phương tiện mở cửa giải thoát lập
ra sám pháp. Dựng đạo tràng này để cho mọi người giải bài sám hối, đổi các lỗi lầm bỏ ác làm lành, có mười tâm thiện đối trị tâm ác. Như đã kể trên, hiện tiền đại chúng nên phải dốc lòng chí thành tưởng niệm. Một là tinh luật nhân quả, không hề ngờ vực. Làm thiện được phước, làm ác chịu báo, nhân quả rõ ràng, nghiệp báo không mất. Lòng tin là gốc người khôn, nên nghĩ tin chắc như thế mới có lợi ích trong đạo tràng này. Hai là phương pháp diệt tội, hổ thẹn là gốc, sám hối là cần. Những người hành đạo một lòng chuyên chú siêng tu thập thiện, đó là con đường lợi ích thứ nhất, có thể tiêu trừ tội ác sâu nặng, có lòng hổ thẹn ăn năn lỗi lầm, diệt trừ điên đảo. Làm được như thế mới có ích lợi trong đạo tràng này. Ba là sợ hãi vô thường, thân mệnh người ta như sương bụi sớm, một mai chết đi khó lại được nữa. Nếu biết sinh lòng sợ hãi như thế, không dám tạo ác cắt đứt nghiệp duyên. Hiểu được như vậy mới có ích lợi trong đạo tràng này. Bốn là chí thành giải bài khẩn cầu sám hối. Các tội đã gây từ trước đến nay thề không làm nữa, không dám vô diêm tỏ bài như vậy mới có lợi ích trong đạo tràng này. Năm là dứt hết tâm ác, không cho tiếp tục, không cho nảy mầm, quyết tâm mạnh mẽ chí niệm bền bỉ diệt trừ ác nghiệp. Có được như thế mới là sám hối tại đạo tràng này. Sáu là mở lòng bồ đề nguyện cứu hết thảy, cùng vượt bên mê để sang bờ giác tâm nguyện rộng lớn, bao trùm khắp cả phát tâm. Như thế mới có ích lợi trong đạo tràng này. Bảy là sửa công lập đức, tu trong tu trí huệ là công, ngoài hành tinh tấn là đức. Hằng hái chăm chỉ diệt tâm lười biếng, như thế mới có ích lợi trong đạo tràng này. Tám là ủng hộ chánh pháp, không theo tà sư, cầu cho Phật pháp tồn tại lâu dài, để làm bè từ giữa nơi bể khổ, cứu vớt chúng sinh, diệt lòng tà kiến, sinh tâm chánh tinh mới có lợi lộc trong đạo tràng này. Chính là xin mười phương chư Phật từ bi gia hộ giúp đỡ đại chúng đạo phẩm cao thêm, trí huệ sáng suốt, thường nhớ ân đức lập chi báo đền, thường phát từ tâm cứu giúp hết thảy. Nếu được như thế mới có ích lợi trong đạo tràng này. Mười là quan sát
tội tin vốn nó là không. Tội từ tâm sanh cũng từ tâm diệt. Tội phước không chủ đều không thể được. Không trong không ngoài, chẳng ở quãng giữa, không phải là thường cũng không phải đoạn. Không có không không là pháp vô tác như như tự tại. Nhưng vì chấp trước mới gọi tội phước xét đến ngọn nguồn tâm cảnh đều không. Vẫn lặng bất động đó là phá trừ cái tâm vô minh chấp trước. Vô minh diệt rồi sống chết cũng hết 12 nhân duyên là gốc. Luân hồi cũng là khổ tập. Gốc của sanh tử nhân quả đều mất, thánh phàm không khác. Trí huệ bình đẳng sang suốt trọn đầy chiêu khắp 10 phương. Vì thế nên biết chư Phật Bồ Tát không ngoài tự tâm. Trên báo ân Phật dưới độ chúng sanh lập nên đại đạo gọi là Như Lai. Bởi thế cho nên hiện tiền đại chúng trang nghiêm cõi Phật thiết lập đạo tràng. Khởi tâm báo ân lập chỉ Bồ Đề dốc lòng quy mạng đảnh lễ Đức Thế Gian đại từ bi phụ. Đệ tử chúng con dốc lòng sám hối, nguyện xin tiêu trừ tất cả tội chướng 10 phương chư Phật. Chân thật thấy biết ba cõi chúng sanh vốn vẫn trong sạch. Những chốn Phật ở thường được gọi là cõi thường tịch quang. 10 phương chư Phật tiên pháp không dứt, Tỳ lô giá na thường phóng hào quang. Xoay nơi u ám cũng như vầng trăng trên mặt biển cả. Như vầng mắt trời giữa chốn không trung, vậy mà chúng con không biết vọng chấp mình người. Bởi thế cho nên trong pháp bình đẳng mà khởi phân biệt, trong tâm thanh tịnh lại sanh nhiễm trước. Chỉ vì điên đảo đắm sai năm dục, sống chết vòng quanh trôi nổi không dứt, gây các nghiệp ác chẳng làm điều lành. Tạo tội ngũ nghịch chấp theo tà kiến dèm chế kinh điển. Phỉ bán Phật pháp nhục mạ người tu, ăn cắp của người làm điều bất chánh, không kính cha mẹ chẳng anh em. Không biết hổ thẹn lúc sống gây tội, khi chết đọa ngục lửa mạnh đốt cháy. Dao sắc cắt da kiếm nhọn đâm mình, một đời tạo ác muôn kiếp chịu khổ. Lúc gây nên nghiệp thì chẳng biết gì, nhưng khi chịu khổ tình tao biết hết. Dù có ăn năn thì cũng đã muộn rồi. Vậy nên đại chúng hiện nơi đây phải biết sợ hãi, mở lòng Bồ Đề hối tội ba đời, niệm 10 phương Phật vì cứu chúng ta. Tu đạo Bồ Đề nói pháp bình đẳng, mở đường phương tiện gây được một chút
thiện nghiệp. Giết được tội chướng muôn kiếp, thoát cảnh địa ngục sinh về cõi lành. Vào cửa chánh tín được về cực lạc, hiện tiền đại chung lại nên chí thành quy mãn kính lệ. Mười phương chư Phật hết thái hiền thánh, Thiên Long Bát Bộ xin cùng giúp sức cho. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Xa giả biệt lời ru năm nào, một lần mãi mãi ngàn sao, tình thâm phụ mẫu lẽ nào lãng phai. Ai kia có bước vàng dày mới hay số kiếp lưu đài trần ai. Siêu trần cất bước một mai, đế trần túc cõi tròn hay tài lòng. Từ bi đạo tràng một liên sam pháp lại nữa, lại nguyện chúng con cố gắng tu hành cõi đất nước này. Mưa hòa gió thuận thóc lúa xanh tốt, chánh trị công bằng, nhân dân no ấm trăm họ bình yên, đàn việc tinh thi cha mẹ sư trường, tiên tổ bao kiếp lục thân quyến thuộc pháp giới chúng sanh, đều về chánh tinh cùng chứng Bồ Đề. Lại nguyện đệ tử chúng con nhờ quy đức Phật thường gặp đại thừa, thường nghe chánh pháp tỏ ngộ Phật tâm, chánh niệm hiển tiền hoằng dương đại thừa, rộng độ chúng sanh thấp ngọn đuốc tuệ, soi chỗ tối tâm dắt
dẫn chúng sanh khỏi chốn mê mờ về nơi chánh giác. Mục Liên Tôn giả thay Phật tuyên hành gậy vàng vừa gõ, cửa ngục băng thanh mọi người thoát tội tịnh độ quá sanh phước huệ mãi an lành. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Từ bi đạo tràng Mục Liên Sam Pháp quyển thứ hai, hiện tiền đại chúng chỉ thành quy mạng kinh lễ tam thế chư Phật. Lễ chư Phật rồi thứ lại sám hối. Ngày nay đạo tràng đồng nghiệp đại chúng được ở cõi thanh sinh vào đạo người. Thiện ác hai đường đều do tại tâm. Tâm thiện thời được sinh ở cõi trời, cõi người tâm ác thời đó địa ngục A Tỳ. Thế nào là thiện? Lễ kính chư Phật, khen ngợi Như Lai, học theo pháp Phật tùy thuận chúng sanh. Khuyên người hiểu hạnh phát tâm báo ân, thấy người làm lành lòng sanh vui mừng, tuy mình không làm thường hay ngợi khen. Mong người thành tựu thấy người chịu khổ mũi lòng thương xót, coi như mình chịu tìm cách giúp đỡ nếu mình có sức tu theo lục đồ. Mở bốn lượng tâm thay Phật giáo hóa độ thoát chúng sanh. Ra khỏi bể khổ thương kẻ côi cúc, giúp người nghèo cùng. Từ bi hỷ xả cứu chữa bệnh khổ. Kinh Phật trọng tăng ân tống kinh sách đắp vẽ tượng Phật phản phương đèn nên. Hoa hương cúng dường giữ gìn năm giới siêng tu ba nghiệp. Thường phải thiền định cầu được tỏ ngộ, hoặc tu tịnh độ niệm Phật Di Đà nguyện được vãng sanh, thế gọi là thiện. Thế nào là ác? Làm điều chẳng lành lấy thấy người tu thiện sanh lòng ghen ghét, không ưa không thích những người tu thiền, chỉ muốn làm hại mới được vừa lòng, xa những bản lành phỉ bán Phật tăng, khinh khi hiền thánh không trọng kinh Phật không một niệm lành, nói lời độc ác không tin tội phúc, không sợ báo ứng, không chịu làm thiền. Điều ác chẳng từ bất hiếu cha mẹ, không trọng họ hàng cây có quyền thế ức hiếp dân lành.
ham đắm tài sắc keo kiệt bọn sẻn nhận của hối lộ lấy tiền phi nghĩa. Chỉ mong có nhiều không biết chán đủ, nghe đến điều thiện cùng viết lời lạc ý chẳng tan thành. Không chịu tham gia cũng không cúng dường, không kính Phật tượng chẳng trọng kinh điển. Cúng dường quỷ thần tinh những tà pháp giết hại sinh linh. Rượu thịt tế tử để cầu phước đức tăng thêm tuổi thọ. Gây mọi nghiệp mát lòng không ăn năn vì ở kiếp trước nhờ có chút duyên nên trong kiếp này được hưởng quả tốt. Nhưng khi hết phước thân mệnh chết rồi, đọa vào địa ngục chịu khổ mãi mãi ác báo vô cùng. Khổ không thể nói đến lúc bây giờ, dù có ăn năn cũng không kịp nữa. Có muốn sám hối cũng không có dịp, nếu có người nào tin lời Phật nói. Sửa đổi hành vi bỏ ác làm lành, thọ trì giới pháp tinh tiến tu hành. Dùng thuốc chánh pháp tiêu trừ bệnh khổ, ngộ đạo bồ đề hưởng thú giải thoát. Vì thế cho nên hiện tiền đại chúng phải biết sợ hãi thiện ác ở đời qua báo rõ ràng. Quả phước không sai phát tâm báo ân sinh tưởng khó gặp lập đại chí nguyện. Sám hối ăn năn trên báo ân Phật, dưới độ chúng sanh hết lòng thành khẩn. Gieo mình xuống đất quy mạng kinh lễ đức đại từ bi phụ. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Quá Khứ Tỳ Bà Thi Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thi Khí Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tỳ Xá Phù Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Câu Lưu Tôn Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Ca Diếp Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đường Lại Di Lặc Tôn Phật.
nhất tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Mục Liên Tôn Giả. Đệ tử chúng con lạy chư Phật rồi thứ lại sám hối. Hiện tiền đại chúng nguyện đời đời kiếp kiếp sanh ở nơi này hay ở nơi khác, thường gặp hội Phật được vào đạo tràng, thường thấy chư Phật thân tướng trang nghiêm, được Phật thọ ký giao qua chúng sanh, thường nghe chánh pháp không đọa tà mê. Đại chúng nên biết hãy trầm nhân thiện không bao giờ mất, đến đời sau này được hưởng quả vui, hãy gieo nhân ác cũng không mất đâu, đến đời tương lai phải chịu quả khổ, mình làm mình chịu không ai chịu thay. Vậy nên cần phát đạo tâm chấm làm điều thiện, hết lòng hiếu thuận ghi nhớ ân sâu hằng, mong bao đáp tu đạo Bồ Đề, cứu độ u hồn cùng chúng sanh vô sanh được phước không lường. Trong kinh chép rằng thời Phật ở đời tại thành Dương Xa, có người trưởng giả tên là Phó Tướng Ông, có người vợ tên là Thanh Đề, sinh một con trai gọi là La Bốc. Nhà cửa giàu có của báu không ngần, voi ngựa trâu dê có nhiều vô số. Ông trưởng giả ấy thường tu lục độ, nhưng bà Thanh Đề làm mười điều ác sau một ít lâu. Ông trưởng giả chết ba năm hiếu phục, vừa mới mãn kỳ La Bốc thưa mẹ: mở hết các kho tính xem của cải còn lại bao nhiêu. Sau khi tính toán số tiền còn lại cộng ba vạn quan, La Bốc xin mẹ chia thành ba phần, một phần dâng mẹ, một cúng tam bảo, còn phần thứ ba La Bốc xin mẹ đi ra nước ngoài làm vốn kinh doanh, tạo nên cơ nghiệp vẻ vang gia đình. La Bốc đi rồi bây giờ bà mẹ cho gọi tất cả kẻ ăn người làm mà bảo họ rằng: con ta ra đi có dặn ta rằng cúng dường trái tăng, nhưng ta không tin, vậy nếu chư tăng đến đây khất thực thì lấy roi gầy
đánh đuổi đi ngay, làm thế từ sau họ không đến nữa. Số tiền cung trai ta để mua heo gà vịt ngang ngỗng trâu bò dê ngựa, giết để tế thần rồi ngã ra ăn cho xương cay miệng. Ăn hết lại mua chứ tội giả gì mà phải cúng tăng. Ba năm buôn bán la bốc vào to liền về bán sứ, ở tạm ngoài thành sai người về trước báo cho mẹ hay. Ít lời phụng mạng về nhà báo trước tỳ nữ kim chi, thấy ít lợi về vội vào thưa với thanh đề phu nhân. Lúc mấy thanh đề mới vội bài phan phương tại ngôi nhà trong, và làm trai đường cúng dường chư tăng. Khi ít lợi vào thanh đệ hỏi rằng, con ta đã về hiện giờ ở đâu? Ít lợi trả lời, ở phía tây thành. Thanh đệ lại nói, sau khi la bốc và ngươi đi rồi, ta liền thiết trai cúng dường chư tăng hơn 500 vị. Ít lời nghe nói xin lòng vui mừng, khi vào nhà trong lại thấy phan phương bàn ghế chiếu giường, bát chén ngổn ngang chưa được dọn dẹp. Ít lợi trở về báo cho la bốc những việc trông thấy. La bốc nghe nói vô cùng hoan hỷ, liền vội về nhà vừa đi vừa lại. Họ hàng quyến thuộc nghe la bốc về mới ra đón tiếp. Họ thấy la bốc vừa đi vừa lại, họ bèn hỏi rằng, trước không có Phật sau không có tăng, ông lễ lại ai? La bốc trả lời, tôi lại mẹ tôi. Vì tôi đi rồi mẹ tôi ở nhà thiết trai cúng tăng hơn 500 vị. Họ hàng nói rằng, khi ông đi rồi mẹ ông ở nhà chỉ gây ác nghiệp, đánh đuổi chúng tăng. Còn tiền ông dặn thiết trai cúng tăng, mẹ ông đem mua trâu bò gà lợn, cắt tiết tế thần hàng ngày giết ăn. La bốc nghe nói như sét bên tai, té xỉu xuống đất hồi lâu mới tình. Thanh đề thấy thế liền vội chạy lại, cầm lấy tay con mà thề bồi rằng, trời cao lòng lòng bể rộng thênh thênh, nếu con đi rồi mẹ không thiết trai cúng dường chúng tăng thì xin về nhà. Mẹ liền chịu bệnh và khi chết đi đọa ngay địa ngục chịu mọi ác bao. La bốc nghe mẹ thề nặng như thế mới chịu về nhà, vừa về đến nhà. Thanh đề quả nhiên thấy người khó chịu và lâm trọng bệnh,
Được 7 ngày sau bà liền mang chung la bốc mai tán thi thể của mẹ. Trong một khu rừng rồi dựng lều có bên cạnh mộ phần thủ hiếu 3 năm cúng dường tượng Phật. Thắp hương kinh lễ trì trai giữ giới tụng niệm kinh kể hồi hướng thân màu. Nhưng lại tự nghĩ muôn báo ân thâm cần phải xuất gia tu hành học đạo. Cho nên là bốc đến núi Kỳ Xà Quật làm lễ Đức Phật và bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, cha mẹ của con đều đã qua đời, con muốn xuất gia có lợi ích gì cho cha mẹ không? Đức Phật bảo rằng: Này thiện nam tử, trong cõi Diêm Phù nếu có người nào cho một người con hoặc trai hay gái xuất gia tu đạo thì công đức ấy còn hơn cả xây cất 84.000 ngôi tháp quy bao. Bởi vì cha mẹ hiện tiền nhờ công đức ấy được thêm phước huệ, cha mẹ quá khứ được sanh tịnh độ. Bởi thế cho nên hiện tiền đại chúng hãy nên lập chi báo ơn dốc lòng thành khẩn quy mạng đảnh lễ Đức Đại Từ Bi Phụ đệ tử chúng con. Dốc một lòng thành quy mạng sám hối nguyện cho cha mẹ tổ tiên lục thân quyến thuộc cùng hết thảy chúng sanh trong nhiều đời kiếp được sanh tịnh độ đều chứng bồ đề. Bây giờ la bốc mở lòng rộng lớn cạo bỏ râu tóc mặc áo cà sa, được Phật thọ ký đổi tên là Đại Mục Kiền Liên. Từ đây trở đi chuyên tu thiền định và chẳng bao lâu tỏ ngộ bổn tâm chứng được thần thông đứng vào bậc nhất trong hàng đệ tử Đại Mục Kiền Liên. Muôn báo ơn mẹ liền dùng thần thông lên các cõi trời, xuống mọi địa ngục tìm kiếm hồn mẹ, nhưng không thấy đâu. Mục Liên buồn rầu mới về bạch Phật. Phật nói cho mẹ biết, mẹ ông lúc sống không tin tam bảo tham lam bọn sẻn gây bao tội ác như núi Tu Di. Sau khi chết đi phải đọa địa ngục, nghe lời Phật nói Mục Liên nghẹn ngào đau đớn thương xót rồi lại nhập định. Đến các địa ngục, khi đến địa ngục tên là Bát Hoạch, ngài thấy chúng sanh trong cõi Diêm Phù bị đọa trong đó, thân thể tan nát máu me lên láng xương thịt ngổn ngang, một ngày một đêm phải chịu muôn lần chết đi sống lại. Mục
liền đau đớn hỏi tên Chúa Ngục. Tất cả chúng sanh đọa trong ngục này, kiếp trước làm gì mà nay phải chịu quả báo như thế? Chúa Ngục đáp rằng, những chúng sanh này khi còn ở đời không tin Tam Bảo, giết hại sanh linh gây bao tội ác mình làm mình chịu. Ngày nay đau khổ đành phải nhận thọ, một liền tiến lên lại thấy địa ngục tên là Kiếm Thọ, thấy những tội nhân ngồi trên ngọn cây, tay vinh mũi kiếm trăm đốt rã rời xương gân đều đứt. Một liên lại hỏi Chúa Ngục Kiếm Thọ, những chúng sanh này kiếp trước tội gì nay chịu khổ thế? Chúa Ngục thưa rằng, các tội nhân này khi còn ở đời không tin nhân quả, chiên rán chúng sanh ăn cho sướng miệng, ngày nay chết đi phải chịu bao ấy? Một liên đi nữa lại thấy địa ngục tên là Đau Sơn, gươm nhọn kính tường thân người tan nát, máu chảy lên láng. Ngài hỏi Chúa Ngục, những chúng sanh này kiếp trước tội gì nay chịu khổ ấy? Chúa Ngục đáp rằng, bởi vì lúc sống dùng dao xẻ thịt mổ bụng lợn dê, nên nấu hầm rán ăn cho sướng miệng, ngày nay chịu bao khổ cực như thế? Một liên đi nữa thấy một địa ngục tên là Khôi Hà, tội nhân trong đó lửa đốt khắp mình, chạy đi chạy lại thấy bốn cửa mở, xô nhau chạy đến, nhưng ngay lúc ấy cửa tự đóng lại, chịu khổ như thế không có hạn nào thoát ly ra khỏi. Một liên lại hỏi, những chúng sanh kia trước tạo nghiệp gì nay chịu bao ấy? Chúa Ngục trả lời, vì lúc còn sống phạm tội cô sát, kéo bè kéo cánh với bọn ác nhân, ức hiếp dân lành tạo bao ác nghiệp không chút từ tâm, cho nên chết rồi chịu quả bao ấy. Một liên đi nữa thấy một địa ngục tên là Đồng Trụ, tất cả tội nhân ôm lấy cột đồng, khắp mình lửa cháy ngùn ngục, bốc lên miệng nuốt sắc nóng nửa chừng nhả ra. Một liên liền hỏi, những chúng sanh ấy trước tạo tội gì? Ngục quan trả lời, nhân vì kiếp trước cày có quyền thế, ức hiếp kẻ yêu trói buộc đánh đập không chút thương tâm, cho nên ngày nay chịu quả bao ấy. Bây giờ Mục Liên mở lòng từ bi nói, với Chúa Ngục, nay tôi muốn thay tất cả tội nhân chịu khổ nào? Chúa Ngục trả lời, điều đó không được, bởi vì tội bao ở chung địa ngục, ai làm nấy chịu.
dù có thân thiết như mẹ với con cũng không thể nào chịu thay cho được. Huống chi là ngài có liên can gì nếu muốn cứu thoát tội khổ chúng sinh ra khỏi địa ngục? Không gì hơn là đôi trước Đức Phật cầu xin sám hối, tụng kinh lệ bái ăn chay niệm Phật, tinh tấn thiền định làm mười điều lành, giúp đỡ mọi người trong cơn hoạn nạn, tìm các phương tiện mở mang Phật Pháp, nhờ phép sám mấy tội khổ tiêu trừ nghiệp chướng thanh tịnh cung thành chánh giác. Hiện tiền đại chúng dốc lòng thành quy mạng, kính lễ Đức Đại Từ Bi Phù. Đệ tử chúng con đều dốc lòng thành cầu xin sám hối, nguyện rằng chúng sanh tội khổ được thoát địa ngục mãi mãi yên vui. Cha mẹ quyến thuộc nhờ công đức ấy đều chứng vô sanh cùng thành Phật đạo. Vì một kiền liên dốc chi cứu mẹ nên mới tìm kiếm khắp mọi địa ngục, ngày lại đi tiếp thấy một địa ngục tên gọi Hàng Băng, tội nhân trong đó thân hình lạnh buốt, da thịt nứt nẻ, thường nằm trên tuyết không được rời khỏi một liên, bèn hỏi những chúng sanh kia trước phạm tội gì nay chịu khổ ấy? Chúa ngục đáp rằng lúc còn ở đời họ được giàu sang, mướn người làm việc cậy có của cải sai khiến suốt ngày, không kể nắng mưa chẳng đoai nóng lạnh, cho nên ngày nay chịu quả bao ấy. Một liên đi nữa, lại thấy địa ngục tên là Hắc Ám, những người chịu tội trong chỗ tối tăm, không thấy ánh sáng sợ hãi hoảng hốt, thường khổ như thế không có ngày thoát. Ngài hỏi chúa ngục những tội nhân kia kiếp trước làm gì nay phải khổ thế? Chúa ngục trả lời bởi vì lúc sống dại dột ngu muội, không phân thiện ác, không tin nhân quả, buông lòng gây nghiệp, cho nên ngày nay phải chịu bao ấy. Mục liên lại đi thấy một địa ngục tên là Canh Thiệt, những người chịu tội câu sắt móc miệng kêu lưỡi dài ra rồi bắt trâu cài, chịu khổ như thế không biết bao giờ mới thoát ly được. Ngài hỏi chúa ngục thì họ trả lời bởi vì lúc sống nói dối nói càng, nói thiêu nói dệt nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, cho nên ngày nay chịu quả khổ đó. Một liên đi nữa lại gặp quỷ đói đầu bằng đầu trâu, bụng to như trống,
cổ nhỏ như kim, đi hàng trăm dặm không được miếng ăn, hình thù xấu xí. Lửa từ trong miệng bốc cháy ngùng ngục, một liên lại hồi. Các người kiếp trước tạo nghiệp ác gì, quỷ đói đáp rằng nhân vì đời trước tham lam bọn xẻng dấu của thật kỳ, để cha mẹ đói không kính tam bảo, bởi thế cho nên ngày nay chịu tội khổ sở thế này. Một liên lại đi thấy một địa ngục tên là Cao Tường, vách sắt nghìn lần tường cao muôn dặm, lưới sắt văn kinh bốn con chó đồng miệng khạc ra lửa, cất tiếng gầm thét một liên muốn xem, nhưng cửa kinh mít mắt tuệ không thấy, pháp thân không lọt. Một liên đành chịu trở về chỗ Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, theo lời Ngài dạy, con đã đi khắp hết mọi địa ngục, nhưng đã không thấy mẹ con đâu cả. Chỉ thấy chúng sanh chịu khổ vô cùng, sao cùng con đến một ngục tường cao muôn trượng, cửa đông kinh mít gọi không ai mở. Mắt huệ của con nhìn cũng không thấy Phật bảo một liên. Thanh đệ mẹ ông chính đọa ngục ấy, chịu tội rất nặng. Nếu ông muốn thì ông phải dùng gậy áo bát của tôi, đến ngoài cửa ngục giọng gậy ba cái then chốt rơi hết, cửa ngục tự mở. Bây giờ một liên theo lời Phật dạy, đi đến trước ngục giọng gậy ba cái, cửa ngục tự mở. Một liên bước vào, chúa ngục hoảng sợ vội đẩy ngài ra: Người là thế nào dám mở cửa ngục? Chỉ có những người không tin tam bảo, phạm tội ngu nghịch mới vào ngục này, còn ngài là tăng tại sao đến đây? Một liên trả lời: Tôi đến nơi đây muốn tìm thân mẫu để báo ơn sâu. Chúa ngục kinh ngạc: Nào ai biết được mẹ ngài ở đây? Một liên trả lời: Chính Đức Phật nói. Chúa ngục hỏi Đức Phật Thích Ca: Cùng với ngài đây có họ hàng gì? Một liên trả lời: Phật là thầy tôi là học trò. Hiểu đại một liên, chúa ngục lại hỏi mẹ ngài tên gì? Mẹ tôi họ Lưu, tên là Thanh Đề, ở thành Dương Xá. Ngục quan mở sổ rồi kêu to lên: Thanh Đệ phu nhân thuộc dòng họ Lưu, ở thành Dương Xá nay có một thầy tên Đại Mục Liên, là đệ tử Phật đến đây thăm bà. Nếu mà người ấy thật là con bà thì không bao lâu nữa bà được thoát ngục,
Nhưng bà Thanh Đề vẫn cứ lặng yên. Chúa Ngục bèn hỏi: tại sao không nói Thanh Đề trả lời, chỉ sợ chịu khổ nên không dám nói. Lúc tôi còn sống sinh được một con, nhưng không xuất gia mà tên cũng khác, không phải Mục Liên. Chúa Ngục trở ra nói với Mục Liên: có người đàn bà tên là Thanh Đề, nhận có một con nhưng không phải ngài, vì không xuất gia mà tên cũng khác, không phải Mục Liên. Mục Liên xót xa nói với Chúa Ngục: khi cha mẹ còn, tôi là La Bốc. Khi cha mẹ chết, theo Phật xuất gia đổi là Mục Liên. Chúa Ngục trở vào nói với Thanh Đề: vị sư tìm mẹ chính là La Bốc. Thanh Đề đáp ngay: nếu là La Bốc chính là con tôi muốn được gặp. Bây giờ Chúa Ngục dắt Thanh Đề ra để nhìn Mục Liên. Mục Liên thấy mẹ dao đâm khóc, mình toàn thân lửa cháy. Cổ mang gông sắt, mình khoác lưới sắt, từ các chân lông máu tuôn lên lan. Mục Liên thấy thế lòng đau như cắt, liền ào khóc lên, nói với mẹ rằng: thiết trai cúng tăng gồm 500 vị, tưởng đã sanh thiên hướng mọi thú vui, ngờ con đi tìm khắp tất cả cõi trời, nhưng con không thấy nào, có ngờ đâu mẹ đọa địa ngục. Thanh Đề nghẹn ngào nói với Mục Liên: tưởng rằng mẹ con không còn bao giờ được nhìn thấy nhau, không ngờ ngày nay giữa chốn địa ngục sung sướng được gặp. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.